đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Sa cát. Thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, theo quan niệm dân gian thì ngày mùng 1 Tết Nguyên đán là ngày đầu tiên của năm mới, là ngày mà đất trời giao thoa, vạn vật chuyển sinh, mọi thứ đều thật mới mẻ và đầy ý nghĩa. Vậy nên vào ngày này, mọi người thường cố gắng làm những việc may mắn, chọn màu sắc, trang phục hợp mệnh và thậm chí ăn những món ăn may mắn để tăng cường vận may tài lộc của mình. Người xưa cũng cho rằng vào ngày mùng 1 Tết cần phải tránh xa những món ăn xui xẻo để tránh rước lấy tai họa vào thân, sóng gió triền miên. Vậy bạn đã nắm được những món ăn xui xẻo cần tránh vào ngày Tết hay chưa? Hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Mùng 1 Tết chớ dại ăn món đại kỵ này, kẻo xui xẻo cả năm, tiền vàng đội nón ra đi. Theo quan niệm của người phương Đông chúng ta thì mùng 1 Tết âm lịch được coi là thời điểm khởi đầu của mọi việc. Vì vậy cả năm hay cả tháng có suôn sẻ, thuận lợi hay không đều phụ thuộc vào ngày mùng 1 sẽ như thế nào. Trong ngày này mọi người thường kiêng những món ăn mang lại điều xấu và được coi là không may mắn cho cả tháng. Vậy đó là những món ăn gì và vì sao chúng ta nên kiêng món ăn đó trong ngày đầu tháng? Hãy cùng với chúng tôi đi tìm hiểu ngay bây giờ. Món thứ nhất không nên ăn là cháo trắng. Theo quan niệm dân gian, khi cúng cô hồn phải có món cháo trắng, vì thế đó là món của người đã khuất, cô hồn, dã quỷ. Vậy nên cháo trắng nếu được ăn vào ngày mùng 1 Tết sẽ gây ra nhiều hiểu nhầm, ma quỷ tưởng rằng đó là phần ăn của nó và cho rằng bạn đang tranh phần ăn nên sẽ tìm cách quấy quả làm phiền bạn. Và đó là lý do bạn liên tục gặp nhiều rắc rối, bất ngờ không hiểu lý do vì sao. Món thứ hai là sầu riêng và mít. Xin chia sẻ với bạn rằng sầu có nghĩa là buồn nên đã từ lâu người miền Nam kiêng món ăn này vào ngày đầu năm mới hay đầu tháng. Vì họ chỉ mong cho mỗi năm, mỗi tháng của mình trọn vẹn niềm vui, không chút sầu muộn. Bên cạnh đó, mùi của sầu riêng đặc trưng khiến ai cũng biết. Vì thế người ta cho rằng nếu mọi người ăn sầu riêng thì bí mật của mình sẽ sớm bị phát hiện, không thể giữ được. Bên cạnh đó, nếu bạn ăn mít, sầu riêng, đi đến đâu người ta cũng biết, nên khi đi đến chỗ đông người như lễ chùa cũng ảnh hưởng đến không khí xung quanh. Một số người cũng không ăn mít vì lo sợ cả tháng sẽ bí bách, kín mít, từ ý tưởng cho đến tiền bạc và những vấn đề khác trong cuộc sống. Món thứ ba không nên ăn là tôm. Bạn cũng biết, tôm là món không nên ăn ngày mùng 1 Tết vì tôm bơi giật lùi. Mọi người lo rằng cuộc sống, công việc cũng sẽ bị đi lùi như vậy, từ đó dẫn đến mọi thứ bị trì trệ, không thể có tiến triển được, khó mà thuận lợi. Hơn nữa bộ phận tiêu hóa của tôm nằm ở đầu và đầu nó thường rất to nên họ cho rằng nếu ăn món này đầu tháng thì cả tháng đầu óc không thông suốt. Món thứ tư kiêng là quả chuối. Người miền Bắc thường chọn chuối là một trong những loại quả trên mâm ngũ quả ngày Tết, nhưng họ vẫn tránh ăn chuối tiêu vào đầu năm mới sẽ khiến tiêu tán tài sản hoặc ảnh hưởng đến việc thăng tiến. Người miền Nam gọi chuối là chúi, nghĩa là không thể ngẩng lên được. Do đó người ta cũng kiêng ăn chuối vào ngày đầu tháng. Cũng có người theo sách Nho bảo, tiền đằng bất khả thụ ba tiêu, trước nhà thì không được trồng chuối và trái chuối cũng mang hình tượng không đẹp. Món ăn xui xẻo thứ năm chính là cá mè. Cá mè tuy là món ăn nhiều người thích nhưng với người xưa nó lại là thực phẩm nằm trong danh sách các món ăn kiêng kỵ vào ngày đầu tháng âm lịch Tết. Nguyên nhân của việc kiêng ăn cá mè là do chữ mè đi theo chữ mè nheo. Người ta lo sợ nếu ăn cá mè thì cả tháng sẽ bị đen đủi, hãm tài. Đường thứ 6 chính là mắm tôm. Như bạn cũng biết, mắm tôm dù là món ăn yêu thích của nhiều người, nhưng người miền Bắc đều kiêng ăn vào ngày đầu tháng, đầu năm vì cũng sợ điều xui xẻo. Những ngày đầu tháng, chúng ta hay đi chùa phải kiêng ăn mắm tôm và tỏi vì sợ ô tạp, hôi hám, xúc phạm thần linh. Do đó mọi người chỉ ăn uống những đồ chay tịnh, do đó những món chúng ta ăn trước khi đi lễ chùa cũng phải tươi ngon, sạch sẽ. Trong khi nắm tôm vừa nặng mùi, lại còn vừa ủ qua nhiều công đoạn, thậm chí được xem là một loại sắc thối, sẽ sinh ra những linh khí không tốt. Món ăn thứ 7 nên kiêng chính là trứng vịt lộn. Dù trứng vịt lộn là một loại thực phẩm nhiều người ưa chuộng vì chúng khá bổ dưỡng, nhưng để tránh xui xẻo, mọi người thường tránh ăn món này trong những ngày đầu tháng. Trứng vịt lộn mang hàm nghĩa mọi thứ đảo lộn, mọi người sợ rằng rồi mọi thứ đều xảy ra trái với ý mình. Từ đó, hầu hết vào dịp đầu năm mới hoặc đầu tháng, mọi người tránh ăn trứng vịt lộn vì sợ những điều xui xẻo sẽ đến với mình hoặc gặp sự cố việc khó thành. Thứ 8, hạn chế ăn ốc vào ngày đầu năm.
Ốc là món ăn rất ngon và thường là món khoái khẩu của các bạn trẻ. Thế nhưng trong dân gian có câu ăn ốc nói mò, do đó mọi người sợ rằng mình sẽ chẳng có nổi óc phán đoán chính xác trong mọi việc nếu ăn ốc đầu tháng, nên họ tránh xa món này trong ngày mùng 1 để tránh gặp phải những phiền toái không mong muốn trong cuộc sống. Thứ 9 là đừng ăn mẻ ngày mùng 1 Tết. Mẻ là gia vị được thêm nếm để cho các món ăn ngon hơn, đậm vị hơn. Tuy nhiên những ngày đầu tháng chúng ta thường tránh nấu món ăn có nấu mẻ vì chúng có mùi và vị rất chua. Họ cho rằng nếu chọn đồ ăn có nấu bằng mẻ thì hơi thở, lời nói của mình cũng sẽ trở nên chua chát. Đó cũng là lý do trong ngày đầu năm hoặc đầu tháng mọi người cũng kiêng ăn trước khi đi lễ chùa. 10. Mực là món ăn đen đủi nên tránh xa. Dân gian có câu đen như mực, vì thế người dân ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam đều tránh ăn món này ở những ngày mùng 1 Tết hoặc đầu tháng, với nỗi lo rằng sẽ kéo theo cả tháng kém may mắn, làm việc gì cũng gặp trăn trở. Đã từ lâu trước ngày thi hoặc thực hiện việc gì quan trọng, mọi người đều tránh ăn mực, thậm chí họ kỵ ăn mực khi đi xa vì sợ trên đường gặp xui xẻo. 11. Kiêng ăn thịt vịt. Câu nước đổ đầu vịt đã ăn sâu trong tâm trí của chúng ta bao đời nay, vì thế ngày đầu năm mới hoặc đầu tháng được xem là ngày rất quan trọng, nên mọi người kiêng ăn thịt vịt vì sợ công việc sẽ chẳng đâu vào đâu, do ăn vịt khiến ta không thể tập trung, khó tiếp thu kiến thức. Người ta còn cho rằng nếu ăn thịt vịt sẽ đen đủi, tan đàn, sẻ nghé, nhưng đây là món hay được ăn vào cuối tháng để giải đen. Tuy nhiên quan niệm kiêng thịt vịt đầu tháng, đầu năm vì sợ xui xẻo chỉ là lời đồn thổi trong dân gian. Trong khi đó nhiều người vẫn ưa thích món ăn này vì thịt vịt không chỉ là món mà còn là vị thuốc chữa bệnh cực kỳ hữu hiệu. Quý vị thân mến, bên cạnh việc tránh xa những món ăn xui xẻo vào đầu năm thì còn có một số món ăn mang ý nghĩa may mắn mà chúng ta nên ăn vào ngày mùng 1 Tết để cả năm được thuận lợi, suôn sẻ, làm gì cũng bình an, may mắn, phất lên như diều gặp gió. Những món ăn này rất dễ dàng tìm mua, giá thành vô cùng bình dân đấy. Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay bây giờ. Theo quan niệm dân gian, để tăng phú quý, tài lộc đầy nhà, vận đỏ kéo đến thì vào ngày mùng 1 đầu tháng, các bạn nên ăn ít nhất một trong các thực phẩm sau. Thứ nhất là xôi gấc. Đây là món ăn sáng mùng 1 lý tưởng giúp tăng vận may nhờ vào quan niệm ăn xôi gấc có màu đỏ, vận số đỏ. Do đó, trong ngày đầu tháng mùng 1, nhiều người và các gia đình lựa chọn xôi gấc để dâng hương và cả gia đình cùng ăn có được nhiều điều tốt lành và cũng là món ăn chay lý tưởng ngày mùng 1 đầu tháng. Thứ hai là thịt gà. Ăn thịt gà vào đầu tháng bởi gà có màu đỏ, thêm da màu vàng mang ý nghĩa là giàu có, hương thịnh và cũng khá ngon, giá trị dinh dưỡng cao. Vì vậy, hàng tháng nhiều gia đình chọn mua gà, đặc biệt là gà trống để cúng mùng 1 và cùng gia đình thụ lộc. Thứ ba là canh mướp đắng nhồi thịt. Canh khổ qua có phải là món ăn trả lời cho câu hỏi nên ăn gì vào ngày mùng 1? Theo quan điểm của dân gian thì mướp đắng là món ăn giúp giải vận đen của nhiều người miền Nam đầu tháng và cả đầu năm mới, bởi họ cho rằng tên gọi khổ qua có nghĩa là khổ quá. Khi ăn có vị đắng nhưng đằng sau là vị ngọt và thanh mát của thịt như ý nghĩa, đắng cay qua đi và thu hái về quả ngọt. Thứ tư là một loại quả màu đỏ. Các màu đỏ luôn có ý nghĩa mang đến vận may mắn cho nhà. Chính vì vậy mà câu hỏi nên ăn gì ngày mùng 1 đầu tháng chắc chắn không thể bỏ qua các loại hoa quả có màu đỏ như dưa hấu, thanh long, ruột đỏ, táo đỏ, nho đỏ hay là quả roi, đặc biệt là dưa hấu. Bởi họ quan niệm dưa hấu có những hạt cát li ti, mà cát theo tiếng Việt có nghĩa là điều tốt lành, nên vẫn thường ưu tiên lựa chọn sử dụng trong ngày mùng 1. Mùng 1 Tết đừng ăn món này kẻo xui xẻo cả năm. Món thứ nhất không nên ăn là cháo trắng, thứ hai là sầu riêng và mít, thứ ba là ăn tôm, món thứ tư kiêng là quả chuối, món thứ năm xui xẻo là cá mè, đứng thứ sáu là mắm tôm, món ăn thứ bảy kiêng kỵ là trứng vịt lộn, thứ tám hạn chế ăn ốc vào ngày đầu năm, thứ chín đừng ăn mẻ ngày mùng 1 Tết, 10 là mực, món ăn đen đủi nên tránh xa, và 11 là kiêng ăn thịt vịt. Các bạn hãy tránh xa những món ăn xui xẻo này vào ngày mùng 1 Tết nhé! Phong thủy Sa Cát, sống thuận phong thủy, phúc lộc ngập tràn.